Tiền của cô Huỳnh Thị Gia Minh là gửi là 8 triệu đồng, và trong đó thì cháu Lực đã mua đi là 9 tấm Pro là nhân 85.000 là bằng 765, và mua xi là 10 bao nhân với 90 là bằng 900.000, và mua gạch là viên 6.000 là 200 viên là 1 triệu 2, và trả công cho thợ làm, trả công thợ làm của bác là 1 triệu, thì tổng là cháu Lực hết làm hết là 3 triệu 860 nghìn. Không. Chắc là không ở nhà quá nhỉ. Ui. Trong nhà thì cũng sống trong một cái ngôi nhà mà khá là chật hẹp của bác ở đây thì chắc là độ tầm là thế. Còn về thóc thì được tầm bao nhiêu bao? Thôi thì vẫn tần Có nhưng mà có đủ ăn không? có lúc thì không đủ, lúc không đủ. Có lúc thì không đủ à? Vâng. Tiền bây giờ gia đình là không ai đi làm gì đúng không? Vâng. Mình cần tiền để mà đi chợ mua mắm muối mì chính, thì lúc đấy thì mình đi đâu làm gì để có được tiền? Đấy thì không có gì thì mang gà đi bán. Mang gà đi bán à? Vâng. Một bữa cơm mà 6 người ăn thì nấu một nồi cơm này à? Vâng. Ô, cơm này là gạo nếp hay sao nhở? Còn đây cái Cơm này bị thiêu sao rồi? đúng rồi. Chắc từ hôm qua. Cơm này bị thiêu rồi từ hôm qua rồi. Thế là sáng nay là mẹ ăn cơm rồi xong mới đi làm à? Và cháu Đức xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của ba ông cháu của bác ạ. Ở những cái video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là cháu Lực đã làm xong cái phần chuồng trại cho em Sử và mua thêm một con lợn rồi các bác. Đấy, và hôm nay đi thì có sự đồng hành là bạn Nghiêm là đi cùng ở cháu Lực nữa. Đấy, bây giờ thì bạn mới gửi một lời chào tới các bác ở trên kênh nhá. cháu Nghiêm xin chào quý bác anh chị. Thế bây giờ bạn đi trước đi. Anh Nghiêm thì trong cái khoảng thời gian này thì cũng đồng hành cùng với cháu Lực khá là nhiều các bác. Có những lần thì bạn ấy hội cháu Lực là cầm máy quay để quay. Hôm nay thì đi xuống thì không biết là có gặp Sử ở nhà không nhỉ? Hôm nọ là Nghiêm là cũng vào xây chuồng lợn đấy chứ nhỉ? Đúng rồi bạn. Hôm đấy là xây hơi muộn này. Hôm đấy là anh em mình cũng lên muộn nữa. Thật ra Thành nếu mà ra đi từ sáng sớm thì đến chắc tầm 2-3 giờ chiều là xong. đúng rồi, Đi đường kia ấy bạn. đúng rồi, đi đấy. Có vẻ như là im quá nhỉ, không có thấy ai là nói chuyện cả. Hôm nọ thì còn lúc mà đang làm với các bác thì còn cánh cửa thì còn chưa có xong, thì cháu cũng có bảo em Sử rồi, lúc nào mà nó chắc ấy thì để em Sử là làm lại cái phần cửa chuồng lợn sau. Bật tivi to ấy. Đang mở tivi rồi. Ôi, có vẻ nhạc bóc nhỉ. Vừa vào thì thấy là Sử là bật nhạc là thấy cũng khá là to nhỉ. Nhà mát nhỉ. Sử, hôm nay em có đi đâu làm gì không? Đi lấy củi à? lấy Lấy củi thì về chưa? Vừa về à? Vâng. Thế ăn cơm chưa? Chưa ăn được. Chưa ăn được à? Vâng. À là cũng đang chuẩn bị nấu cơm rồi à? Vâng. Máy này thì hôm nọ là lắp xong hết rồi đúng không? Đã nổ được nào chưa? Nổ rồi. Nổ rồi à? Mà chưa đất bị chết rồi. Chưa. Đó. Cô clear à? Vâng. Đấy là clear số bao nhiêu thì Sửa đi xuống quán sửa xe mượn về xong là vặn 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 vào. Số 13 đấy. Số 13. Cái này là dùng xong rồi để xăng vào nhé, không phải để lâu quá mấy nữa này nổ nó không kêu ấy. Là trong lúc nào phải có một tí xăng đúng không? Có một tí xăng này dự trữ đấy tí, không phải nữa nó khô cạn quá nó không nổ ấy. Thế là cái chuồng lợn thì Sử đã làm cửa xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Sử anh em mình đi vào chuồng lợn xem một chút này. Hôm nọ thì sau khi mà hoàn thiện đấy các bác, tối quá thì cũng chưa có thể xem ký được, bây giờ thì xem ký lại. Xử cho lợn vào rồi à?
Thế là sáng nay là xử đi lấy củi này à? Ôi, bó này to phết đấy nhờ. Vậy phần là kinh phí thì cháu Lực cũng chỉ đủ làm xay lên như thế này thôi cô bác, chỉ cũng không có thể mà chắt được nữa. Tuy nhiên thì nó cũng rất là cao. Cho chưa? Mà. Cho ăn chưa? Chưa ăn hết à? Cũng chắc nhanh đấy nhờ. Tối hôm nọ làm xong là hôm nay là không có mưa luôn nhờ. Cái cửa này thì sử thiết kế có kéo lên à? Chắc chắn đấy. Thế là bây giờ nếu mà mỗi lần mở thì là kéo lên à? Ui, chắc anh chắc nhờ. Chắc đây, chưa thì em lấy cái này gảy để cho nó chắc. Đây là lấy gảy đập xuống cho nó chắc hơn à? Thế lợn này là chắc là hôm nay em vừa mới cho đấy chứ con này ấy. Vâng. Thế là cũng còn ít một chút phân thôi. Con này để lần nào chưa? Con này để lần nào chưa? Chưa. Chưa để đâu. Nhưng mà bây giờ chứ mà đi đi lấy giống là được đấy nhỉ? Vâng. Ở trên này có lợn nào mà lợn giống không? Không có ai có được. Không có ai. Con này là con lợn cái. Nó bảo là trên kia có mấy con gì chưa đi xem. Trên kia có mấy con à? Được. Thế bây giờ anh em mình đi xem đây nhỉ? Sao? Nó đỏ kìa. Thế anh em mình đi xem lợn thêm một chút đi à? Vâng. Có đi lấy xe máy đi chứ? Vâng. Và thế thì bây giờ anh em mình phải đi xe máy đi. Nhưng mà Sử, ôi rồi, Sử ăn cơm xong mới đi chứ Sử? Ăn chưa? Thế Sử ăn cơm xong đi nhá. Đi ăn cơm đi. Đây, bây giờ thì sẽ đợi em Sử là đi ăn cơm đã rồi thì cháu Lực sẽ cùng với bạn Nghiêm là cùng em Sử ra kia xem lợn đó, xem là có mua được không. Đây, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng với lại em Sử đi ra kia xem giống lợn một chút cô bác ạ. Em Sử nói là kia có lợn đấy. Nhà máy nấm lê xong thằng này lê cầu. Cái chuồng trại thì cũng đã làm xong rồi. Có đi xa không Sử? Hả? Có đi xa không? Không xa đâu. Không xa đâu à? Vâng. Thế bây giờ lên trên không? Đợi anh trên nhá. Vâng. Nhá. Bằng ấy, cho nên là nhìn thấy nó cũng hơi xấu. Và cái phần kinh phí thì cháu Lực chưa có thêm để mà chát được cô bác ạ. Hôm nọ thì về cái phần làm chuồng cái này thì lúc đầu cháu Lực đi gọi đi xem bảo thợ ấy cô bác, thợ người ta làm ấy thì người ta lấy rất là cao, lấy tầm 3 đến 4 triệu cơ. Nhưng mà cháu Lực cho bố với lại em rể lên làm thì cháu Lực cũng có gửi cho là 1 triệu. Và cháu Lực xin được nói thông qua cái phần làm chuồng một chút cô bác nhé. Hôm nọ thì cháu Lực nhận được tiền của cô Huỳnh Thị Gia Minh là gửi là 8 triệu đồng. Và trong đó thì cháu Lực đã mua đi là 9 tấm pro là nhân 85.000 là bằng 765. Và mua xi là 10 bao nhân với 90 là bằng 900.000. Và mua gạch là viên 6.000 là 200 viên là 1.2 triệu. Và trả công cho thợ. Làm trả công thợ làm của bác là 1 triệu thì tổng là cháu Lực hết làm hết là 3.860.000. Và cái số tiền còn dư sau khi mà cháu Lực mua một con lợn to kia ở trong ấy cô bác, để con lợn kia nó là thuộc dạng là lợn đẻ đấy, là đi 2 triệu rồi. Bây giờ khoản dư còn lại còn dư là 2.140.000 thì cháu Lực sẽ cùng em Sử là đi mua nốt thêm về để mà cho nó hết nữa. Vừa rồi thì cháu Lực cũng thông qua cái phần số tiền của cô Huỳnh Thị Gia Minh là gửi cho cháu Lực là bao nhiêu và cháu Lực đã chi tiêu đi bao nhiêu cô bác nhá. Con lợn mà cháu Lực mua ở dưới kia thì hôm nọ là đi mua là không ghi được hình. Nhà ca ở trên này cô bác này là bán là cần tiền là đưa con đi vào viện ấy. Thành ra là bán gấp là 2 triệu chứ không là con đấy là bán thì nào cũng phải được hơn giá. Lúc đầu thì cô Minh cũng có nói với cháu Lực rằng là
cái khoảng 5 triệu thì để mua lợn các bác. Nếu mà mua lợn nhỏ thì sẽ được tầm là 4 con, nhưng mà ở đây thì cháu Lực là mua con lợn này để mà làm giống, sau này nó sẽ nhân giống ra thì nó sẽ hơi đắt một chút cô bác, và ra bên kia để mà mua thêm xem là được con lợn giống nào không. Em Sử thì đi trước thôi, bây giờ thì cháu Lực sẽ đuổi theo em Sử với lại bạn Nghiêm sau. Đi vào ngay đây thôi các bác ạ, cũng không có đi xa mấy. Vừa rồi thì em Sử nói là mua ở ngay đây thôi các bác ạ, không đi xa mấy. Con đường này là bây giờ người ta đang bắt đầu mở lại một chút các bác ạ. Chú lấy củi đây à chú? Có cây gì à, rất thơm nhỉ? Cây đấy tiếng phổ thông thì không biết nói các bác ạ. Thơm quá. Làm sôi lên đúng không? Đồ sôi lên. Cái con đường này thì chắc là rất là quen thuộc với lại các bác anh chị ở trên kênh rồi. Ôi rồi. Tí nữa thì đổ xe. Ô to quá, nhiều là rừng nhỉ. Đường này mà mưa là không đi được vào đường này. Ở đây dọc quá. Đi được kia đâu. Ôi chó nhá. Thấy chưa? Nas. Chó bé quá của bà con ở trên vùng cao thì hầu như là không có xích chó mấy. Đi nhà nào ấy Sử ơi. Nhưng mà bây giờ nhà nào ấy? Nhà này à? Thế anh em mình đi xuống xem. Để anh em mình để xe gọi vào đây thôi. Để xe gọn đây một chút. Nhà của Vân là cũng ở gần đây Sử nhỉ? Nhà của Vân là cũng ở gần đây nhỉ? Gọi xem là có ở nhà không? Không biết. Đi xem nào, mình phải đi xem mình mới biết được. Thế hôm qua thì là bảo là bán ở đâu? Chưa biết. Bảo đây có mấy con mà chưa biết mang không. À, chỉ sợ rằng là con bé quá nên là mình cũng không mua được. Ở nhà thì là bà con đi lấy được rất là nhiều củi để ở trong nhà các bác. Con lợn kia. Mình đi hỏi xem. Nhà không? Chắc là không ở nhà mà nhỉ. Ôi. Ôi. Ở nhà chó to đấy nhỉ? Cái não anh nhé, muốn thế là trẻ mộ đạo à, áo không chín. Xem mình một cái mùa mấy cái tầm mùa nhỏ cái mùa nè. Tầm mùa là đây cả. Thế ông lọ bảo là bán lợn thì có bán được không? Chưa bảo bán. Thế mẹ em đi đâu rồi? Mẹ đi buôn ngô rồi à? Đó. Thế là nhưng mà nếu mà bán thì ông nọ là mẹ bảo có đàn nào ấy?
có mũi đang đấy thôi. Mũi đàn à? Đàn bé kia đó. Ồ loại kia thì bé quá, đâu đi xem nào. Cho đi xem được không? Được. Cầm theo cả một cái cào các bác ạ. Chó nhỏ thanh niên này, chó rất là to. Thanh niên này năm nay được bao tuổi rồi? Hai lẻ chưa. Đi chơi. Tao mở nhà xây dầu để ra. To quá. Đây mấy quá, xe chở bán nào. Đây đúng. Này á, bé đây. Bà này á. Thế được hơn một tháng rồi nhỉ? Chẳng lẽ hỏi gì ha? Bây giờ mua thế thì phải mua con to to một chút. Em biết là đây có nhà nào mà có lợn bán được không? Không biết được, không đi xem ạ. Thế vừa rồi Sử nói là có phải là nhà này không? Vừa rồi em nói là có phải là nhà này bán lợn không? Không. Chứ bao nhà em đi nhà kia nó bảo là đây có một đàn à, nó bảo đây có một đàn à? Hay là là không phải, hay không phải đàn đây à? Phải. Ủa, nhưng mà đàn dưới kia thì cũng có bé quá kìa. Tại nhưng mà bé quá chưa bán. Đúng rồi, con này thì chưa có nuôi được đâu. Bé quá, có phải con độ tầm là hơn 10 cân nữa. Vâng. Ủa, nhà này trâu nhiều đấy nhở? Ít cờ anh nuôi ba con. Trâu thì bây giờ bà con ở trên vùng cao đó các bác, giá trâu thì cũng rẻ hơn so với trước rồi. Chắc là cứ nhà nào có trâu nhiều ấy thì là thành đại gia luôn. Đi vào nhà được không? Có mà. Đi vào nhà tí nhỉ? Đi vào nhà làm chén nước chén chè á, rồi tính tiếp xem chó nha. Ôi nhà này bé quỷ nhiều đấy nhở? Ít cơ anh ạ. To. Thấy cái chuyện to quá. À đây là nhà của thanh niên này à? Đây là trước là cũng hay hộ Sử chở cát nhở? Thế là hôm nay là em không đi đâu làm gì à? Có anh ạ, vừa đi phun mua vừa về á. Ra ngoài. Đây anh em mình ra bên này ngồi cho nó sáng một tí, cho nó nóng quá. À. Ôi, không phải đun nước đâu mà. Không phải đun nước nóng quá. Phải đun nước, anh em mình ngồi đây nói chuyện tí thôi. Anh em mình ngồi đây nói chuyện tí, tưởng là vừa thôi, tưởng là nhà có lợn. Đây ngồi đây. Anh ngồi ra bên này thì mới thấy mặt được không? Anh ngồi ra đây. Thanh niên này thì cô bác ạ, trước cũng hộ em hộ chỗ lực là chở cát rất là nhiều nhỉ? Tôi thấy là chở cát là chơi theo xe nhỉ? Đấy. Dạ. Tôi thấy là chở cát là khoán theo xe nhỉ? Đúng rồi. Có lúc có hôn thì vẫn về hộ. Có mấy hôm đầu thì là hộ đúng không? Không chở đá ấy. Thế là nhà em là ở nhà này à? Vâng. Em thì năm nay là 20 tuổi à? Thế là hôm nay là mỗi mình mẹ là đi buôn ngô rồi à? Hay là cả bố nữa? Cả không có bố anh. Không có bố ra? Em trai, em dâu. Em trai em dâu à? Ồ, thế là nhà em là có bao nhiêu người? Tổng tất cả em trai cả em dâu. Tổng tất cả là cả mẹ nữa thì 6 người. Cả mẹ là 6 người. Thế nhưng mà trong gia đình thì ai là người lao động mà chính, ai là người đi làm kiếm tiền nhiều nhất? À, hay là ai cũng làm như nhau đó anh em đấy. Như nhau à? Thế em có đi làm thuê ở xa bây giờ không? Em đi làm một lần. Làm một lần à? Thế là đi làm ở tận đâu? Đấy làm Bảo Hà đấy anh ạ. Làm Bảo Hà. Cho anh mượn cái mic một tí đã. Làm Bảo Hà thì đợt đấy là em đi làm gì? Trồng sắn. Trồng sắn à? Như em là trước học đến năm lớp mấy thì bỏ? Gần hết 12. Học gần hết 12 à? Vâng. Học đến lớp 11 à? Vâng.
12 vẫn họ hết kỳ 1 xong rồi anh mới bỏ. Thế là mới bỏ học à? Thế nhưng mà là đợt đấy là tại sao em bỏ học ấy? Đấy bỏ học đi làm nữa anh ạ. À là bỏ học đi làm để phụ bố mẹ đúng không? Ừ. Đấy là khoảng thời gian đấy gọi là như kiểu là gia đình mình là cũng không có tiền thế. Bố em thì năm bao nhiêu tuổi thì mất? Năm 7. 57 tuổi á? À? 57 tuổi là mất. Thế đợt đấy là em được tầm mười mấy tuổi? Lâu chưa? 2010 mấy mất? Vừa mới mất. À, thế là bố là vừa mất được rồi. 5 tháng. 5 tháng rồi à? Mất được trực tiếp đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế bố của em là bị bệnh gì không? Bệnh suy tim. Suy tim là chết. Vâng. Thế nhưng mà như em cho anh hỏi thì là cái lúc mà bị bố em bị bệnh thì là biết ở là đi bác sĩ mới biết hay là như nào? Đi bác sĩ. Xong là bệnh viện trả về à? Vâng, xong xuống Hà Giang, xong mất xuống Hà Giang mới về. Mới về à? Thế lúc đấy thì đi chạy chỗ cho bố này thì mất nhiều tiền không? Không anh ạ, lúc đấy thì xuống được hơn một tuần xong bố mất thì lại về. Một tuần là bố mất lại về. Bố mất ở trong bệnh viện á? Vâng. À, thế là nếu mà lúc đấy mà bảo là lấy tiền để mà nếu mà bố chưa mất là lấy tiền để chạy chớ là chắc là gia đình là có tiền không hay là bán trâu đi? Bán trâu anh ạ. Bán trâu à? Vâng. Trâu thì bây giờ cũng giá rất là rẻ nhỉ, bán trâu đi. Thế là như ở đây là em là có hai nhà. Bên kia là có một nhà nữa à? Hay là bên nhà, kia? Bên kia chỉ nhà bé ngủ thôi anh ạ. À bên kia là nó gọi là cái mái hiên để mà ngủ nữa đúng không? Vâng. Ok. Thế là thế cho anh chia sẻ về cái gia đình em một chút nhá. Vâng. Nhá. Vâng. Trong nhà thì cũng sống trong một cái ngôi nhà mà khá là chật hẹp của bác ở đây thì chắc là độ tầm là bé hơn nhà cũ của Sử một chút đấy nhờ. Bé hơn nhà cũ của Sử đấy. Ôi, nhiều khói quá. Em có thể thổi cho nó khói hết đi không? Hãy vào trong nhà của bác. Khi mà trong nhà mà kín quá, đun cái bếp củi là khói rất là nhiều. Không thổi luôn cho nó cháy đi. Cháy hết vụn đấy. Khói quá. Ai vừa hôm nay thì cũng vô tình là em xử là em ấy đưa cháu Lực đi tìm lợn không á, thì ra nhà mìn, ra em nhà của em mìn đấy, được em xử đưa vào thì cũng vô tình là thăm cái hoàn cảnh của em mìn nhờ. Vâng. Em mìn thì năm nay đã được 20 tuổi rồi. Ôi, ở trong nhà này mà nhiều dây điện thế thì không sợ là nó bị chập à em? Không. Có vẻ là rất là gan dạ đấy các bác ạ. Mẹ em thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi, Min? Hơn bố em 2 tuổi. Hơn bố em 2 tuổi à? Thế là gần 60 à? Vâng. À. Ở đây là cái gì này? Ở đây là cái gì? Đấy. Anh đeo cho em một cái mic nhỉ? Anh em mình nói chuyện cho nó to một tí. Đây là cái gì? Đây chỉ là mấy hạt giống à? Vâng. À, đây là những cái hạt giống mà hạt giống bí này, hạt là giống dâu này các bác. Có cả thêm là những cái cây đậu bắp này. Dạ. Cái này là cái gì đây? Đấy chỉ là hay làm thuốc rồi anh ạ, cái đấy. À nhưng mà đây là thuốc gì? Em cũng không biết được, chỉ mẹ biết. Mẹ để à? Thế là buổi tối là em ngủ đây à? Vâng. Khô. Đấy là em trai ngủ anh ạ. Em trai ngủ á? Vâng. Em trai của em thì năm nay được bao nhiêu tuổi? Năm nay gần 16. Hả? Gần 16 anh ạ. Gần 16 tuổi à? Vâng. Gần 16 tuổi. Ô cái này là dây gì đây em? Dây con trâu ấy. Cái này là da trâu của bác ạ. À. Tận dụng để làm dây kéo rất là chắc này. À, như em thì là cho anh hỏi đấy thì thế còn về thóc thì được tầm bao nhiêu bao? Thóc thì vẫn tầm có, nhưng mà có đủ ăn không? Có lúc thì không đủ. Có lúc thì không đủ à? Thế còn năm như năm nào là không đủ, năm nay thì liệu có đủ không? Năm nay chắc là vẫn đủ. Hôm nay là vẫn đủ à? Thế những cái lúc mà
mình cần tiền, thí dụ như là cần tiền, bây giờ gia đình là không ai đi làm gì đúng không? Vâng. Mình cần tiền để mà đi chợ mua mắm muối mì chính thì lúc đấy thì mình đi đâu làm gì để có được tiền? Đấy thì chị không có gì thì mang gà đi bán. Mang gà đi bán à? Vâng. Mang gà đi bán, đã bao giờ mang thóc để đi bán không? Chưa anh ạ, có lúc. Chưa à? Ừ. À, nếu mà đem thóc đi bán là không có đủ ăn đấy nhờ. Vâng. Thế là bây giờ những cái bữa cơm mà mình ăn ấy thì thường thường là sẽ có những gì, có thịt, có thà không? Không anh, toàn ăn rau. Toàn ăn rau? Vâng, thịt thì lâu lâu mới có một bữa. Những cái bữa mà có thịt ấy thì là tầm dịp như nào thì có được ăn thịt? Bữa đấy chỉ có lúc có người về thì không có gì là thì mới đi mua, đi à, bắt con gà mổ. À, thế là như có khách về là mới bắt con gà đúng không? Vâng. À. Hôm nay thì Tuấn Lực cũng rất là sơ suất các bác ạ. Liên bản thì thật sự ra cũng ít khi mà Tuấn Lực cầm tiền theo và cháu Lực cũng không có nghĩ rằng là sẽ đi vào nhà của em Mìn đấy. Thì nếu mà để lật sâu, để lật khác, Tuấn Lực lên thì Tuấn Lực sẽ vào và thăm em Mìn sau. Thế này là những cái dụng cụ mà để mà nấu cơm hàng ngày ở gia đình em à? Vâng. Nồi thì có nhiều nồi đấy. Một bữa cơm mà 6 người ăn thì nấu một nồi cơm này à? Vâng. Ô, cơm này là gạo nếp hay sao nhỉ? Cơm đấy cái... Cơm này bị thiêu sao rồi? Đúng rồi. Chắc hôm qua. Cơm này bị thiêu từ hôm qua rồi. Thế là sáng nay là mẹ ăn cơm rồi xong mới đi làm à? Vâng. Ô, cơm này bị thiêu rồi thì không à. Thế thì hôm nay thì bảo là đi sang nhà Mìn để xem lợn các bác thì cũng không có xem được. Chắc là bây giờ mấy anh em sẽ lại tiếp tục là đi về thôi. Để cũng cảm ơn nhé. Năm nay thì được 20 tuổi mà sao nhỏ hơn cả em Sử đấy nhỉ? Sử lớn hơn. Bây giờ thì anh em mình đi về thôi Sử nhá. Anh cảm ơn nhá. Cũng là một con cảnh cũng khá là đặc biệt cô bác ạ. Thế đây là cho cháu ăn à? Còn là bên này là chú ngủ của ai? Mẹ. Chú ngủ của mẹ, mẹ đang ngủ đây á? Không nhìn thấy là có những cái tấm đệm gì cả cô bác ạ. Trên này thì lập đây là những cái tấm mà như là tấm bao tải để xé ra nhỉ. Có thể là xem chó cho anh tí được không? Chó thì to quá. To quá. Cầm ra bên đó cho nó chạy ra bên này nhá. Cầm theo cái cào mới được. Ui, ở đây còn là nhà của em Mìn thì hoàn toàn là làm chỉnh tường hết cả cô bác ạ. Đấy là vẫn còn có thêm là hai con trâu rất là to này. Trâu thì bây giờ bán thì chắc là đúng được tầm độ là 15 đến 20 triệu thôi. Thế trả cái cạo cho gia đình của em Mìn thôi. Bây giờ mình đi xe vào đường nào Sử? Thế thì Sử xem lúc nào mà xem khu này có ai có không nhá. Nếu mà có thì Sử bảo anh nhá. Vâng. Để nếu mà để mình đi xem thế nào to. Em phải xem độ tầm loại là nó to to một chút nhá. Vâng. Loại nhỏ như ở nhà mình này thì không có mua được. Vâng. Này nuôi làm lợn giống lâu lắm. Này nuôi làm lợn giống lâu quá. Vì sợ không ăn đấy. Tách mẹ nó ra. Vâng.
Thưa cô bác, cái con đường này là con đường mà đi nhà của em sửa thưa cô bác này. Bây giờ thì cũng được là hình như là bên chính quyền người ta là hỗ trợ là đào cái con đường này đi vào. Đấy, trước đợt đầu mà khi mà cháu Lực vừa mới bước vào làm nhà đấy cô bác, thì cháu Lực cũng đã nói qua là thế nào sau này sẽ có một cái con đường lớn từ chỗ điểm trường đi tới nhà của em sửa. Đây thì hôm nay thì cháu Lực nhìn thấy là người ta đang đào rồi. Thử đi xem một chút. À, đấy, sửa thì chạy ra đây rồi. Hello, đường to quá nhỉ? Vâng. Đường này thì viết số 1 là cháy tẹt vô đấy nhỉ? Đôi lúc thì có 1-2 từ trêu các em một chút. Ồ, thế là đi qua cái cánh ruộng này luôn này các bác này. Đường to đấy nhỉ? Vâng. Đường này thì sau đây mà điện đấy nhỉ? Người ta đây mới xúc vào đào luôn à? Vâng. Anh trước anh lúc mà chuẩn bị làm nhà đấy thì anh đã bảo sửa rồi rằng là sau này sẽ có một con đường to ở đây đúng không? Vâng. Nhưng mà đào đến tận nhà có sửa không? Qua đấy. Qua đi nhà sửa đi. Vâng. Bây giờ qua nhà sửa đi. Anh thử ra đây hỏi là xem anh xúc rồi. Đào đến tận đâu? Ôi anh ơi! Anh ơi! Cái ngầu nó đập trúng đi à. Sau này đường này có đổ bê tông không? Chắc có đấy. Chắc có à? À. Chắc cả đổ bê tông luôn. Con đường này mà đào lên thì rất là tuyệt vời để nuôi lại những cái hộ gia đình mà phần phía bên nhà của em xử các bác ạ. Ây da, em thử máy xúc này không? Lâu lắm không hành nghề máy xúc rồi các bác ạ. Lâu lắm không hành nghề máy xúc rồi các bác ạ. Có những cái con được bên chính quyền người ta hỗ trợ những cái con đường này vào thì rất là tuyệt vời các bác ạ. Đấy, sau này thì đến nhà của Sử thì một đường to rồi nhỉ. Nhưng mà đường nhà của Sử nếu mà bây giờ mình thuê người ta đào đường xuống nhà của Sử thì được không? Chắc không được rồi, đây đấy nó không cho đào được. Đây là không, không phải đất của nhà em đúng không? Vâng. Nếu mà phải đất của nhà em thì được đúng không? Vâng. Đấy, nếu mà phải đất của nhà em Sử thì có thể là
đào đi xuống một đoạn cho nó đường to đi xuống thì rất là tuyệt vời các bác ạ. Đại sử thì nếu mà như bây giờ ở làng này không có lợn nào mà con to ấy thì là sẽ để anh đi xuống để kiếm nhá. Vâng. Đấy, kiếm xem là chỗ nào mà hợp giá thì mình sẽ mua. Vâng. Đấy. Và cũng xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tới cô Huỳnh Thị Gia Minh. Chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cái cuộc sống. Cảm ơn cô đã giúp đỡ em Sử, hỗ trợ em Sử làm cái chuồng trại cũng như là sẽ mua lợn về mọi cái. Cô thì cũng có nói với anh rằng là sẽ để em nuôi tầm đệ 2 đến 3 con. Đấy, xem là cái số tiền mà anh còn ấy thì mua được bao nhiêu. Vâng. Mua được bao nhiêu con á. Rồi thì sau này cô sẽ đến lúc mà em biết chăm lợn rồi, cô sẽ lại tiếp tục là giúp đỡ em thêm. Vâng. Đấy, rất là vui nhỉ. Vâng. Đấy. Đấy, có lẽ là thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào, xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.